Em Kiên, kỹ sư GSC, xin chào cô bác anh chị. Sau đây em xin chia sẻ với mọi người một chút kinh nghiệm các lỗi lát gạch phổ biến gia chủ nên chú ý. Một là đường ron không đồng đều. Đường ron giữa các viên gạch không đồng đều là lỗi thi công cơ bản, làm bề mặt ốp lát thiếu thẩm mỹ. Nguyên nhân chủ yếu là do thợ thi công không sử dụng keo mạch hoặc không đặt đường ron giữa các viên gạch. Điều này có thể khiến nước thấm xuống bề dưới bề mặt gạch hoặc làm vỡ gạch, đặc biệt khi thi công ngoài trời với nhiệt độ cao. Khi thi công nên sử dụng khe chữ thập để chèn vào vị trí tiếp xúc giữa bốn viên gạch cạnh nhau. Sau khi hoàn thiện, các đường ron sẽ bằng chiều dày của khe chữ thập, thông thường là 1mm, 1,5mm, 2mm. Gạch nền bị phồng rộp. Gạch nền có thể bị phồng rộp do thời tiết hoặc do đường ron quá nhỏ. 3 là lắp sai hoa văn. Khi thi công gạch có nhiều hoa văn, nếu thợ thi công lắp không đúng hoa văn sẽ gây mất thẩm mỹ. Đó là những kinh nghiệm của em về các lỗi lát gạch phổ biến gia chủ nên chú ý. Để được tư vấn miễn phí về xây nhà trọn gói, hãy gọi cho em theo số điện thoại 094 328 1112. Trần Kiên GSC, chất lượng tạo niềm tin.